Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sa Thành. Hiện tại nhân đang ở ngã tư được giữa đường Nguyễn Trãi và đường Trần Bình Trọng ha. Bên kia đường là nhà thờ chợ quán nha anh chị. Bên tay trái của mình là chợ bầu sen ha. Ở bên tay phải của mình là chợ bầu sen. Hướng thẳng về lại đường Cao Đạt. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ngay chợ Cao Đạt nha anh chị, khu vực phường 1 của quận 5 ha. Ở căn nhà này nằm ở hẻm là hẻm 4 mét nha căn nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu hướng nhà là hướng đông nam nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và hai lầu nhà đúc bê tông cốt thép hết luôn nha anh chị sổ hồng riêng có hoàng công mua bán ký công chứng xe tên căn nhà này có hệ thống điện năng lượng mặt trời ha để cho mình sử dụng toàn bộ căn nhà mình luôn đỡ tốn chi phí tiền điện lắm nha ngã tư phía trước là ngã tư giữa đường trần hưng đạo và đường trần bình trọng mình vừa chạy qua bên đây là bên tay trái của mình đó là nhà thờ chợ quán nha anh chị rồi tiếp tục mình đi thẳng ha. À, qua ngã tư này là ngã tư trần hưng đạo và trần bình trọng rẽ tay trái mình về lại bệnh viện chấn thương chỉnh hình đó ghẻ tay trái là bệnh viện chấn thương chỉnh hình kẻ tay phải là mình về cầu Nguyễn Nhân Cừ về quận 1 nha anh chị và mình qua cái ngã tư này là tới chợ cao Đạt rồi ha nên sẽ chạy tới vị trí căn nhà cho anh chị mình xem Ở một trệt hai lầu sân thượng mái che thang nha nhà đúc bê tông cốt thép hết luôn nha anh chị mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sao tên anh chị Đó là khu vực phường 1 quận 5 ha. Phường 1 quận 5 là phường à đẹp nha. Đó, đây là góc ngã tư với đường Cao Đạt và đường Trần Minh trọng nè. Mình à rẽ qua tay trái nha. Đó đi thẳng luôn là lên cầu chữ Y, về quận 8 đi thẳng nữa là qua quận 1. Đó, 17, 197 đường Cao Đạt hướng vào chợ Cao Đạt ha. Đó, hiểm xe hơi nè. Ngay chiếc xe hơi này bẻo vô nè anh chị. Đó, ngay chiếc xe hơi chạy vào ha là hẻm 197 ha. Đó, hẻm chợ cao đạt nha Đó, hẻm rộng rãi ha pháp lý chuẩn mua bán ký công chứng xe tên hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 4 tỷ 790 giá này còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha hãy đến xem bất động sản này đi thấy phù hợp nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha rồi đi vào nhà luôn nha anh chị. ở bên kia là bức tường đó là hẻm 19 đường Nguyễn Biểu ha. rồi đây là vị trí căn nhà của mình nha. Đó, hẻm trước nhà của mình là rộng rãi hẻm 4m nha anh chị. đây, hẻm trước nhà của mình nha, rộng rãi. Đó, từ miếng đây, từ miếng đây nè, qua tới bên đây là 4m nha. ở khu dân cư hiện hữu ha, không lâu hoạch lộ giới hẻm giới gì nữa rồi. 197-13K, đường Cao Đạt, phường 1 của quận 5 nha anh chị. Đó, vị trí nhà cao tầng hết ha. Rồi, nhân sẽ vào trong và review bên trong cho anh chị mình xem nha. Rồi, tiếp tục ha. Rồi, anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn. Và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình Nếu bạn bè người thân của mình đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh Có phân khúc có giá dưới 4 tỷ 790 này ha Để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này ha Nghe là gần 3m từ chiều sâu vào là 9m nha Có hệ thống điện năng lượng mặt trời luôn nha anh chị Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh Qua kênh youtube Bất Động Sản Sài Thành Hiện tại nhân đang ở ngay chợ Cao Đạt nha Khu vực phường 1 của quận 5 mình ha ở đây là trong trại Cao Đạt. hướng này là hẻm 197 ra đường Võ Văn Kiệt nha anh chị. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở trong trại Cao Đạt này luôn. Ngoài kia là một hẻm 197 nha. Ở ngoài kia là hẻm 197. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở uh, khu vực phường của quận 5, gần uh, gần cầu uh, chữ Y, giáp quận 1, quận 5 ha. Ở vị trí uh, cực kỳ đắc địa, hẻm trước nhà của mình là hẻm 4m ha nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu pháp lý là sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên hướng nhà của mình là hướng đông nam nha anh chị hướng nhà của mình là hướng đông nam ha đó một căn nhà anh chị mình ha từ cái hẻm này là hẻm 4 m nha à, mọi người trước này à, mọi người ta để xe hơi nhiều nhưng mà hẻm này là hẻm 4 m nha anh chị hẻm thông sang uh, hẻm số 19 đường uh, Nguyễn Biểu đó, căn nhà nằm ở hẻm thông nha căn nhà mình có địa chỉ là 197 xẹt 13k đường cao đạt phường 1 quận 5 nha ở trên có là cái mái che ra ngoài ở đây thì có camera nhà được bảo vệ với hai lớp cửa một lớp cửa kéo bên trong và một lớp cửa sắt bên ngoài cửa bên trong là cửa bốn cánh ha Đó, nhà được xây dựng với với lại kết cấu là một trệt và ba lầu nhà đúc bê tông cốt thép có hệ thống điện năng lượng mặt trời luôn nha anh chị Đó, trước nhà mình có cái đèn đường luôn nè Đó, nhà đúc hết mình nhà đúc nhà mình đúng hiện trạng cái rô da nằm ở trong ha nếu mà mình lấn ban công là ở đây mới là ban công nha anh chị này mới là ban công còn đây là rô da nha đó. sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên ha hướng nhà là hướng đông nam nha anh chị trước nhà của mình nè đó vị trí trước nhà của mình ha ở đây mình đi thẳng ra kia là ngay chợ cao đạt ha khu vực của phường 1 quận 5 ở giáp quận 1 rồi ha giáp quận 10 rồi pháp lý chuẩn mua bán ký công chứng sang tên nha chiều ngang của căn nhà mình là gần 3 m và chiều sâu vào là 9 m nha anh chị đó, bên trước này thì ốp uh, đá hoa cương lên tới trên ha có cái rô da có rô da là ta dịnh y đốc nha có cửa sổ mỗi tầng có cửa sổ hết ha và có hệ thống điện năng lượng mặt trời cho mình sử dụng trong căn nhà mình luôn ha không lo tốn tiền điện ha rồi mình tiếp tục quay review cho anh chị mình xem ha trước nhà của mình sạch sẽ và thì nhà mình cao ráo cao hơn khoảng uh, 3 tấc nha 4 tấc và hai lớp cửa một lớp cửa kéo bên ngoài bằng sắt rất là chắc chắn bên trong là lớp cửa bốn cánh nha có làm cái ba ga cho anh chị mình để để xe vào luôn nó gạch sạch sẽ hết ha nó gạch bóng kính nhà mình nhà đúc bê tông cốt thép xung quanh thì chủ ốp tường cao ráo lên khoảng một mét hai hết rồi ở trên thì đóng là phòng tầng xài đèn led nha Đó. đóng hệ thống lau phòng vượt tầng ha anh chị nó là phong này ở trên đây là la phong nha còn mình giật xuống tí xíu mà em đi mấy cái đèn âm nè ở xung quanh thì ốp tường cao ráo hết nha sổ hồng riêng có hoàn công nha mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị chiều sâu từ cái mí này từ cái mí này nè anh chị ở từ mí này ha qua tới cuối căn nhà của mình đó là 5 mét cầu thang nằm ở cuối ha Hiền sao cao hơn hiền trước khoảng hai tấc nha anh chị không gian bếp tủ bếp trên tủ bếp dưới nhà còn để lại mấy cái camera nè trước nhà thì sạch sẽ khu vực cao ráo không ngập nước nha ở đây là khu vực của phường 1 quận 5 đó. Và vị trí rất là đắc địa nha gần chợ cao đạt nha anh chị sổ hồng hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên ha bên đây thì ốp đá nha ốp gạch nha. đó, ốp này ốp lên cao tới trên luôn nha anh chị nó cao tới trên nó luôn Đó, ngang là gần 3 m và chiều sâu vào là 9 m ha. Đó, không gian bếp thì tủ bếp trên bằng gỗ ha. Đó, mặt đá hoa cương, hai bồn rửa loại dày 304 ha, có mặt bếp bằng đá hoa cương nha anh chị. Đó, nhà sau cao hơn nhà trước. Giá hiện tại chủ đăng kêu căn nhà này có giá là 4 tỷ 780 triệu nha. Xin lỗi chị 4 tỷ 790 triệu ha. Giá này còn thương lượng cho anh chị nụ bán nhanh nha. Cầu về nhà vệ sinh thì nằm ở cuối ha, nhà vệ sinh nằm ở cuối nha anh chị. Đó, ngay cái khu vực à, à, cầu thang, Đó, nhà vệ sinh nằm ở cuối. Xung quanh thì ốp tường cao ráo lên tới trên, ha. Ở dán tường hết, dán gạch hết nha. Ở đây có làm một sàn nước nè, để cho anh chị mình để Uh, về thịt cá để đây rồi mình rửa xong rồi em lên nào nấu ha cho sạch sẽ 197 xẹt 13k đường cao đạt phường 1 quận 5 nha anh chị rồi nhân tiếp tục đi lên trên cho chị mình xem á ha. cầu thang thì tay dịnh gỗ cầu hang đúc mặt đi quần đá qua cương và cầu thang nằm ở cuối ha cầu hang nằm ở cuối với chiều ngang là gần 3m và chiều sâu vào là 9m nha hướng nhà của mình đó là hướng Đông Nam nhà đúc bê tông cốt thép có 3 phòng ngủ lớn và ba nhà vệ sinh có hệ thống nước, hệ thống điện năng lượng mặt trời luôn nha anh chị. Ở cửa phòng ngủ là cửa gỗ ha, mỗi tầng có cb điện riêng, mỗi tầng có cb điện riêng ha. đây, cửa là cửa gỗ nha. đây thì có lắp máy nước nóng cho anh chị mình luôn. phòng nhà vệ sinh rộng rãi, sạch sẽ ở bên trong luôn nha. các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ, chuột ốp tường cao ráo lên tới trên nha anh chị sử dụng đồ inox hết nè. Đó, sàn cũng còn sạch nha. Đó, trần nhà cao ráo. Ở đây thì là đóng là phòng giật xuống tí xíu nha anh chị. Đóng là phòng hộp giật xuống tí xíu ha. Đó, rộng rãi. Điện âm tường hết nha anh chị. Hướng nhà của mình là hướng đông. Ở đây có lắp cửa sổ. Có lắp có cửa sổ và có lắp rèm cho anh chị mình hết ha. Rồi ra cái rô da cho anh chị mình xem đây cửa sắt kết hợp với kính này bằng inox ở khu dân cư hiện hữu ha trước nhà của mình nó làm cái mái che ở đây mình đi thẳng ra ngoài kia là chợ cao đạt nha anh chị ở anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 kênh youtube bất động sản Sài thành ha hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ghế nhất cho mình anh chị vừa xem không gian của tầng 1 ha bây giờ mình lên tầng trên cầu thang vẫn nằm ở cuối nha cầu thang vẫn nằm ở cuối Đó. ở đây có cái quạt hút một phòng ngủ mỗi tầng một phòng ngủ lớn như vậy nha anh chị và có nhà vệ sinh phía trong hết ha đó. nhà đúc bê tông cốt thép hết luôn giá là 4 tỷ 790 giá này còn thương lượng cho anh chị mình mua bán nhanh nha anh chị mình quan tâm tới căn nhà này đó Quang, quan tâm thì căn nhà này thì mình liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 trên kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Đó, để nhân mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha. máy đúc ở trên máy đúc luôn nha. Nhà đúc nguyên tấm, tất cả là đúc hết bê tông phép thép hết ha. tường cũng chắc chắn anh chị, mình xem. Đó, ở phần này thì mình làm nhà vệ sinh ngoài đây. Đó, nhà vệ sinh nè, rộng rãi, chủ ốp tường cao ráo tới trên, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ ha. Đó nè nằm ngay vị trí chợ Cao Đạt luôn nha anh chị. Ở phường 1 của quận 5, vị trí rất tiện nha. Giáp với lại quận 1, giáp quận 3 ha. Ở nhà này anh chị mình có hệ thống điện năng lượng mặt trời luôn. Nên mình cũng tở tốn tiền điện lắm nha. Đó, mỗi tầng thì có rô da, có cửa sổ hết. Trần nhà cao ráo nha Đó. Mua bán thì mình ký công chứng sang tên nha anh chị Nhà này thì nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu rồi Đó. Mình để ý những khu vực xung quanh nhà xe xây, xây cao tầng hết là hiện hữu hết rồi Ở bên kia có chung cư 109 Nguyễn Biểu ha Đó, 109 Nguyễn Biểu nha Đó, Đúng hiện trạng ha nếu mà ban công mình mình không có cho nó không cho lấn ra là khu vực mình đã là hiện hữu hết à nó không cho lấn ra ha xây dựng là đúng hiện trạng anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì liên lạc với nhân ha qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha kênh youtube bất động sản sài thành hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản duy nhất cho mình hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha ở đây là cục xô la này nó bao cục nguồn ha đó, điện mình truyền cho đây mình sử dụng ha ở trên này mấy cái tấm điện năng lượng nè nằm ngoài máy tiêu thang của mình ha có cũng sắt bảo vệ trên ngoài đây luôn ở trên này đút hết luôn nha anh chị ở trên đây là đút hết luôn nha cầu thang thì ta dựng gỗ cầu thang đút đó, phòng trên này phòng ngủ thứ ba của mình ha cửa vẫn là cửa gỗ nha Đó, trần nhà cao ráo đường đạ nè hiện ra rõ ràng ha Đó, nãy mình đóng là phòng mình nhìn không thấy ha. đây thì dán giấy dán tường ở căn nhà này anh chị mình chỉ cần về lăn xương nước cải tạo thêm màu sơn theo anh chị mình thích là nhân thấy là đẹp rồi ngang là gần 3 m và chiều sâu vào là 9 m ha Đó, sân thượng phía trước nhà mình ha. Đó, trừ sân thượng để mình giặt vũ phơi đọt đường nước đây đầy đủ hết nha có đường dây điện sẵn. Đây có camera luôn. Đó, đây có camera luôn. Đây cái tấm năng lượng nè. Nhà mình ở khu vực tương đối cao ha. Đó, nhìn về quận 1 nha. Đó nhân đang review cho anh chị mình căn nhà ở địa chỉ là 197, sẹt 13K, đường Cao Đạt, phường 1, quận 5 nha anh chị. ở căn nhà này có kết cấu là một trệt và ba lầu, sân thượng có hệ thống điện năng lượng mặt trời, mái che thang, có ba phòng ngủ và ba nhà vệ sinh. hướng nhà của mình là hướng đông nam. về phần pháp lý thì căn nhà mình có sổ hồng riêng, được hoàn công đầy đủ nha. mua bán ký công chứng sao vị trí thì uh, nằm gần uh, nằm ngay chợ Cao Đạt luôn nằm ngay chợ Cao Đạt luôn hẻm 197 là đi vào chợ Cao Đạt hẻm thông sang thì hẻm số 19 đường Nguyễn Biểu ha Đó, đây có 3 phòng ngủ nha anh chị và ba nhà vệ sinh nhà là đúc bê tông cốt thép hết ha anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị ấy, thì hãy liên lạc với nhân ha qua số điện thoại là 0822 39 39 39 kênh youtube bất động sản xài thạch hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình căn nhà này có pháp lý sổ hồng hoàn công đầy đủ đúng hiện trạng nha anh chị mua bán mình chỉ việc ký công chứng sang tên thôi hẻm trước nhà là hẻm 4m nữa nha ngay chợ cao đạt luôn phòng này có nhà vệ sinh phía trong ha có hệ thống uh, để nước uh, nước nóng và điện thì uh, có hệ thống điện năng lượng mặt trời mình sử dụng uh, điện đó cũng đỡ tốn chi phí tiền điện cho gia đình mình nha đó, cầu thang nằm ở cuối ha anh chị không gian bếp có hệ thống máy mùi đi lên trên Giá hiện tại chủ đăng kêu căn này có giá là 4 tỷ 790 Giá này còn thương lượng cho anh chị mua bán nhanh nha Hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này nếu thấy phù hợp Và hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình Những người đang có nhu cầu tiền mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh Có phân khúc có giá dưới 4 tỷ 790 Để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này Và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nhé. Căn nhà này có chiều ngang là gần 3 mét và chiều sâu vào là 9 mét Hướng nhà hướng Đông Nam nha anh chị Hay nằm vị trí là à, chợ cao đạt luôn hẻm thông sang hẻm số 19 đường Nguyễn Biểu ha gần Trần Bình Trọng nữa mua bán sổ hồng riêng ký công chứng cho tên ha nhà đúc Tây động có phép anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn Nhân xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau nhé